Hôm nay đi siêu thị tự nhiên tôi phát hiện cái con chả hình cá chép này mắc cười lắm mọi người. Vậy mà bán tới 56.000. Nên là mình mua về ăn thử coi nó có giống với chả cá bình thường không hen. Lần đầu ăn thử. Lấy cho em 2 miếng đi. Đầu tiên là hai cục chả cá tôi mua ngoài chợ trước nha mọi người. Một cái miếng như thế này thì người ta sẽ bán 10.000. Nhìn nó cũng to to, nó cũng vừa vừa thôi. Theo tôi thấy nó vừa phải hợp lý chứ nó không quá mắc quá rẻ nha. Tiếp theo là nhân vật chính của mình ngày hôm nay, con cá chép chả cá. Sau đây tôi thấy người ta để là thịt cá 80% chứ người ta không để là cá gì hết. Mình sẽ xé nó ra. Quá đẹp mắt luôn. 1, 2, 3. Hôm nay nó có một cái lớp chả dưới đây là màu trắng mọi người, còn trên đây nó cũng sẽ màu vàng luôn. Mình đụng bề ngoài mọi người, mình cũng thấy nó khá là săn chắc với dai luôn nha, chứ nó không hề bị bở. À, xin giới thiệu cho mọi người chả cá hình con cá chép của tôi. Bữa nay Tết nhất thì mình ăn thịt cũng nhiều đúng không? Nay mình chuyển món, mình ăn chả cá cho nó đỡ ngán ha mọi người. Bây giờ để thuận tiện mà so sánh thì tôi sẽ ăn thử cái miếng chả cá bình thường của mình trước, và sau đó mình sẽ ăn thử con cá chép. Để miêu tả cái miếng chả cá này thì chỉ 5 chữ thôi mọi người: dai, mềm, thơm, nhiều bột. Khi mà mọi người ngửi vô, mọi người cũng sẽ không nghe được mùi cá nhiều đâu nha. Kiểu mọi người nghe được cái mùi người ta bảo quản á. Tôi không biết phải nói là sao nữa, nhưng mà nó không có mùi cá nhiều. Mình vừa cắn vô nó cũng giống như là lúc mình ngửi á mọi người. Nó không nghe mùi cá nhiều, nhưng khi mấy bạn nhai khoảng 3-4 lần á, cái nước ngọt nó tiết ra, mọi người sẽ cảm nhận cái vị ngọt của cá, ăn rất là ok. Để mà miêu tả đúng nhất cho mọi người thì nó giống như mấy cái cục cá viên mà mình hay ăn cá viên chiên vậy á. Nhưng mà ở đây người ta có nêm nếm gia vị, nó có một xíu ngọt ngọt, nó có xíu mặn mặn nhẹ, ăn rất là ngon luôn. Rồi, vậy là xong cái con chả cá chép của tôi ngày hôm nay. Cái tôi thấy với mức giá 56.000 này thì nó cũng không quá rẻ đâu mọi người. Nhưng mà công sức người ta tạo hình ra con cá nó cũng hay hay, nó cũng khá là xứng đáng luôn.